Vâng, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Thanh Huy Audio. Và hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cô dàn 22 triệu của một chị gái đến từ Long An và chị Liên Tết ở Thanh Huy Audio lúc 7 giờ tối ngày hôm qua. Và cái bộ dàn này thì nó bao gồm là một cặp Nestle hàng nhập 40 PS15. Đây là hàng nhập nguyên con các bạn. Vâng, để mà xem kỹ hơn về cái cặp loa này thì các bạn nhấn đăng ký kênh và xem cái clip trước đây mình đã úp cái cặp loa Nestle này lên rồi. Tiếp theo là chị dùng một cục xúc là Bose AM1-2. Vâng, chi tiết thiết bị mình sử dụng là một cái micro AT 680S. Chị này chơi gia đình mà rất là chịu chơi, đầu tư luôn cái bộ mic AT A680F. Chức năng của nó là chống ú rất là tốt và bắt sóng xa. Mic của nó thì hát nhẹ và khỏe, và sử dụng một con vang cũng là của AT luôn, A388. Thì sử dụng bộ này thì hai thiết bị này thì các bạn nó cho khả năng chống ú kép, chống ú ngay từ trên micro và chống ú luôn trên đầu vang cơ. Và thiết bị đẩy bên mình sử dụng là một cục đẩy C20 48 sò công suất, sử dụng 2 tăng phô. Bây giờ thì mình xin test thử âm thanh của cái dàn loa này cho các bạn nghe. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật những clip mới nhất, cũng như là xem các clip mà Thanh Huy đã cập nhật lên. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Where is your love?
dừng lại.